Chào mọi người, mình là Cá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cái kẹp tóc hình chuột đầu bếp như thế này nhé. Thì hoặc là mọi người có thể chỉ làm thành chuột đầu bếp thôi chứ không cần kẹp tóc, thì là cái này là tùy vào mọi người nhé. Thì nguyên liệu mình sẽ cần len 3 màu là màu thân chuột mà mọi người muốn này. Màu hồng của cái phần tay và tai, màu trắng của cái phần mũ đầu bếp này, và mắt dính. Thì hôm cái của mình là mình dùng loại 7mm nhé. Và kim móc thì mình sẽ dùng là size 3,5mm. Size 3,5. Nhưng mà mọi người chú ý nhé, khi mà mọi người dùng cái kim móc mà size to như của mình là 3,5 này, thì mọi người nên chọn cái loại len mà sợi nó dày hơn. Như của mình thì mình dùng là bởi vì của mình hết cái len màu mà mình muốn rồi, chỉ còn mỗi cái màu này, nhưng mà cái sợi nó quá là mảnh. Đây, nhóm mảnh như thế này này. Thế nên là khi mà móc nó sẽ bị xuất hiện những, nó sẽ bị, đôi khi nó sẽ bị những cái lỗ chỗ như thế này, thì đôi khi nó sẽ không được đẹp. Thế nên là mình khuyên mọi người là nếu mà mọi người muốn dùng kim 3,5 như của mình thì mọi người nên sử dụng những cái len cuộn mà nó sợi nó to hơn một chút. Ví dụ như cái này, chính cái bản thân cái này đều là 4 sợi như nhau nhá, nhưng mà cái dây màu hồng nó to hơn hẳn cái dây màu xanh. Đây mọi người có thể nhìn thấy này. Thế nên mọi người chú ý chọn cái loại mà sợi nó to một chút, như thế này cũng ok này. Thì hoặc là mọi người có thể trực tiếp dùng loại len 5 sợi thì nó sẽ bị, nó sẽ bớt được cái trường hợp bị lỗ chỗ như mình. Còn nếu mà mọi người vẫn dùng ý, thì trong video mình có hướng dẫn cái cách mà để phủ kín những cái phần đấy. Ví dụ như ở phần dưới này, lúc đầu của mình là nó rất là lỗ như thế này, lỗ hẳn đấy, thì mình đã fix lại được rồi nhá. Thì đó là cái bước khi mọi người chọn len có thể chú ý. Và ngoài kim móc ra thì mình sẽ cần kim khâu và kim đánh dấu len. Và mọi người sẽ cần bông nữa để có thể nhồi vào đây nhá. Và nếu mà mọi người làm kẹp tóc thì mọi người chuẩn bị thêm hai cái phôi kẹp tóc như thế này nhá. Đầu tiên phần tai thì mình sẽ lấy len màu hồng ra này. Sau đó đầu tiên là mình sẽ luồn len qua các ngón tay như thế này. Sau giữ vào đây, tay vào giữ vào đây. Và mình chỗ này thì luôn căng nhá. Và mình sẽ tạo một vòng tròn như thế này. Đây, để như thế này. Sau giữ vào đây. Và mình sẽ đưa kim móc vào. Sau mình để lên trên này. Móc một vòng. Kéo qua. Tiếp tục kéo thêm một vòng để tạo một nút thắt. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu tạo vòng tròn nhé. Thì vòng 1 thì mình sẽ tạo là vòng tròn 6 mũi đơn. Là tổng cộng sẽ có tất cả là 6 mũi. Thì mình sẽ móc như sau này. Đầu tiên mình đưa vào trong vòng tròn, đẩy ra đằng sau, đưa trong vòng tròn, để ra đằng sau, để như thế này, kéo dây qua. Đó, lúc đó, lúc này trên kim sẽ có hai đường, sẽ móc một vòng, kéo qua cả hai đường, là mình đã được một mũi đơn đầu tiên. Thì mọi người nhìn đây sẽ có thể thấy là một chữ V như thế này. Đây, hai đường tạo thành một chữ V. Đây, một chữ V như thế này. Thì mình sẽ đánh dấu lại. Đây là mũi đầu tiên của vòng nhé. Đó, mình sẽ dùng kim móc đánh dấu như thế này. Sau đó mình sẽ làm tương tự để được tổng tất cả là 5 mũi như thế này. Mình đã được một rồi thì mình sẽ làm 5 lần nữa nhé. Đưa vào này. Kéo dây qua. Kéo qua được 2 mũi này. 3 4 5 6. Sau khi mà có tổng tất cả là 6 chân móc, 1 6 mũi, 1 2 3 4 5 6. Đầu tiên mình sẽ là đánh dấu mũi cuối cùng của vòng lại. Như thế này. Sau đó mình sẽ giữ ở đây và phần dây thừa này mình sẽ rút chặt này. Mình kéo chặt để cái phần này tròn hẳn lại và nó không hạn chế cái phần lỗ nhiều nhất có thể nhé. Đó. Sau mình sẽ, đây sẽ là mũi đầu tiên của vòng mà lúc nãy mình đã đánh dấu này.
Mình sẽ đưa kim móc vào đây và móc một mũi trượt để kết thúc vòng cũng như là để tạo thành hình tròn nhé. Thế mình nhớ ở đây này, mình sẽ tháo ra. Sau đó mình đưa vào đây. Là cái mà mình vừa tháo đánh dấu đưa vào cái phần dây thừa này để lên đây để giấu đi trong quá trình móc. Sau đó mình sẽ như thế này, kéo dây qua chân móc, kéo dây qua chân móc này. Tiếp tục kéo nốt qua cái phần dây còn lại. Đó, là mình đã móc một mũi trượt và tạo thành hình tròn này. Sau mình sẽ móc một mũi bính như sau, để lên trên, kéo qua. Đó, và mình sẽ chuyển sang vòng 2 nhé. Đây, cái phần này mình móc ngắn lại một chút. Đây, móc một mũi bính và mình sẽ chuyển sang vòng thứ hai. Vòng thứ hai thì mình sẽ móc tổ hợp như sau nhé. Đầu tiên là một mũi đơn. Mũi đầu tiên của vòng sẽ chính là cái chân mà mình vừa đưa vào và móc mũi trượt, cũng chính là cái chân mà mình vừa được tháo đánh dấu ấy. Còn nếu mà mọi người mới mà mọi người không nhận biết được hoặc là hơi khó một chút thì mọi người có thể giữ vào đây nhé. Giữ vào đây xong mọi người kéo dây lên thì mọi người sẽ thấy cái phần này bị kéo theo này. Đó, thì đây sẽ là cái chân đầu tiên của mình. Là cái chân mình đưa vào đầu tiên, đó, đưa vào đó. Đưa vào. Phần dây này vẫn để lên trên này nhé. Sau mình móc một mũi đơn. Đó. Được mũi đầu tiên của vòng 2 này, mình lại đánh dấu lại. Sau đó mình chuyển sang chân móc tiếp theo. Đây mình đang móc chân này, chuyển sang chân móc tiếp theo là cái bên cạnh này. Mình sẽ móc là hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Đây mình đưa ở chân móc tiếp theo này. Để lên đây. Kéo dây qua. Kéo qua một mũi đơn đầu tiên của cái chân thứ hai. Sau mình lại tiếp tục trong cùng chân móc đó nhé. Là đây nó đang ở đây, mình lại đưa vào cái chân móc đó. Móc một mũi đơn nữa. Là mình đã được hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ một mũi đơn thường. Sau chân móc tiếp theo lại hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Đó. Sau đó hai chân cuối sẽ là một đơn thường này. Tiếp đến là hai đơn trong cùng một chân móc. Là hết vòng. Sau mình sẽ đánh dấu mũi cuối nó cùng này. Và mình sẽ lại đưa vào đây và móc một mũi trượt y hệt như vòng trước để kết thúc vòng. Đó, sau một mũi bính. Mọi người chú ý nhé, là với tất cả các vòng mình sẽ luôn đánh dấu mũi đầu tiên của vòng và đánh dấu mũi cuối cùng của vòng. Và sau khi kết thúc là nghĩa là sau khi mà mình móc xong và đánh dấu mũi cuối cùng này này thì mình sẽ đưa kim vào mũi đầu tiên của vòng và móc một mũi trượt để kết thúc vòng đó và móc một mũi bính để bắt đầu chuyển sang vòng tiếp theo. Và cái hành động này mình sẽ lặp lại cho tất cả các vòng nhé. Thế nên là từ sau mình sẽ chỉ hướng dẫn cách móc thôi. Còn cái việc mà đánh dấu mũi đầu, mũi cuối và kết thúc vòng để và chuyển sang vòng tiếp theo, mọi người sẽ tự ghi nhớ và sẽ luôn luôn là cái cách đó nhé. Sau đó này, cái phần dây thừa này mình có thể cắt đi được rồi nhé. Mình sẽ cắt đi luôn cho đỡ vướng. Sau đó vòng tiếp theo, mình sẽ móc các mũi FLO, nghĩa là mình sẽ đưa kim vào một nửa chữ V phía hướng về bản thân là như thế này, là ở bên này. Đây, là cái này. Nhé, bình thường nhé, mình sẽ đưa kim vào cả chữ V là cả chân móc này. Như thế này. Như thế này đúng không? Đây, như thế này. Nhưng mà với các mũi FLO thì mình sẽ chỉ đưa kim vào một nửa chân phía hướng về bản thân mình thôi. Đây, hướng về bản thân mình này. Nghĩa là đây, mình sẽ chỉ đưa vào
Mình sẽ chỉ đưa vào các nửa chân ở phía hướng về bản thân thôi. Còn nửa còn lại mình sẽ không móc nhé. Và mình sẽ móc như sau này. Đầu tiên là chân móc thì mình sẽ chỉ đưa vào nửa phía bên đây, nửa phía bên hướng bản thân, đưa như thế này. Mình để im như này nhá. Sau đó mình chuyển qua chân móc tiếp theo, mình lại móc như thế. Sau lại qua chân móc tiếp theo. Tiếp tục như thế. Đây, như thế này. Thì mình sẽ được 4 đường ở trên kim móc như thế này. Sau mình sẽ móc một đường kéo qua cả 3 cái phía trước. Nó sẽ hơi khó một chút thì mọi người có thể kéo từng cái một nhé. Đó. Kéo qua cả 3 này. Sau mình móc một mũi đơn như thế này. Đó là mình đã xong rồi này. Và mình sẽ kéo dây và cắt đi là được. Mình sẽ hướng dẫn lại một lần nữa nhé. Cho những người mới không nhìn rõ. Đây này, đầu tiên mình sẽ đưa kim vào chân đầu tiên, móc theo phương thức FLO là nửa chân phía bên hướng với bản thân này. Sau tiếp tục đưa sang chân tiếp theo, nửa cái bên ngoài, đưa sang chân tiếp theo, nửa phía bên ngoài tiếp. Là 3 lần như thế, thì trên kim sẽ có tổng là 4 đường, kể cả cái đường đầu tiên của mình. Mình sẽ móc một vòng, kéo qua cả 3 đường. Nếu mà khó thì mọi người sẽ kéo qua từng đường một cho nó dễ. Đó, sau khi như thế này mình sẽ móc qua. Là mình đã được xong cái phần tai rồi này. Mình sẽ kéo dây và cắt đi. Kéo chặt này. Cái phần này mình bỏ đi được rồi nhé. À thôi, mình cứ giữ ở đây đi. Để nếu mà tí nữa cần thì mình sẽ dùng, không thì thôi. Đây, mình sẽ được một phần tai như thế này. Và mình làm tương tự để có bên còn lại nhé. Đây, mình sẽ có hai bên tai như thế này. Như thế này. Và bây giờ mình sẽ móc cái phần tay này. Phần tay vẫn tiếp tục là bắt đầu màu hồng này. Vẫn lại là luồn len có các ngón tay. Và vẫn là tạo hình tròn. Và mình sẽ tạo vòng tròn 4 mũi đơn nhé. Cách làm thì vẫn như thế, đưa vào này. Để lên kéo qua. Đó, và mình sẽ tạo 4 mũi đơn trước. Cách làm vẫn như vậy nên là mình sẽ không hướng dẫn chi tiết nữa nhé. 4 mũi đơn. Và vòng thứ hai thì mình sẽ móc như sau nhé. Đầu tiên là móc 1 mũi đơn. Cái chân móc đầu tiên vẫn là cái cách xác định như nãy mà mình đã nói nhé. Đầu tiên là 1 mũi đơn này. Đánh dấu mũi đầu tiên lại này. Sau đó này, 3 mũi còn lại thì mình sẽ móc mũi đơn, nhưng mà mình sẽ móc theo cách đưa kim vào là đưa theo kiểu BLO. Thì lúc nãy mình móc FLO nghĩa là mình sẽ đưa vào nửa chân móc phía bên hướng về bản thân nhé, là phía bên này. Là bên này là FLO. Còn bây giờ BLO nghĩa là mình đưa vào nửa chân phía bên ngoài. Nghĩa là phía xa bản thân là phía bên này. Đây. Phía bên này. Đó, mình sẽ móc các mũi đơn là được. Đây, mình sẽ đưa vào này. Nửa chân phía bên ngoài này. Và mình móc mũi đơn. Một mũi đơn. Nửa chân phía bên ngoài. Hai mũi đơn. Tiếp tục chân cuối này. Ba mũi đơn. Và mình sẽ đánh dấu lại mũi cuối cùng này. Sau lại đưa vào đây. Kết thúc vòng.
Cái đoạn này mình sẽ cắt dây thừa này. Sau đó mình sẽ bẻ ngược ra nhé. Để bẻ cái phần bên trong ra. Đó, bẻ ngược cái phần bên trong ra ngoài. Nếu không thì tí nữa móc mọi người sẽ không bẻ được nữa, bởi vì nó quá bé rồi ấy. Đó, như thế này. Sau mình móc một mũi bính để chuyển ra vòng tiếp theo này. Vòng thứ 3 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn, là tổng vòng 3 vẫn có tất cả là 4 mũi. Mình cứ mỗi chân móc mình đưa vào móc một mũi đơn là được. Mọi người chú ý là vòng sau khi vòng 3 mình sẽ đổi sang len màu xanh. Thế nên là mình sẽ đổi ở cái đoạn mà móc mũi trượt nhá. Thì mình sẽ như sau này. Đầu tiên mình vẫn đưa kim vào chân móc đầu này. Vẫn kéo dây qua. Vẫn kéo dây qua. Đó, sau đến cái phần này thì mình sẽ cắt dây. Đổi sang dây xanh. Sau mình vẫn cầm như vậy nhé. Và mình sẽ áp vào đây. Và mình sẽ kéo phần dây xanh này qua để móc như bình thường. Đó. Sau mình sẽ cầm và rút lại. Là mình đã đổi màu len thành công này. Và mình sẽ móc một mũi bính. Rồi. Sau bây giờ mình sẽ bắt đầu móc bằng dây màu xanh nhé. Vòng thứ 4 thì mình sẽ móc là mũi đầu tiên là hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Mình sẽ móc như bình thường nhé. Là hai mũi đơn trong cùng một chân móc này. Vẫn chân móc đó. Đó, sau đó ba chân còn lại mình sẽ móc là mỗi chân móc một mũi đơn. Chỗ này nó khá là bé thì nó sẽ hơi bị vướng một chút. Thì mọi người để ý một chút là đừng để bị vướng vào các cái phía sau nhé. Đến vòng thứ 5 thì mình sẽ móc là đầu tiên là một mũi đơn này. Sau đó chân móc tiếp theo là hai đơn trong cùng một chân móc. Ba chân còn lại thì sẽ là mỗi chân móc một mũi đơn nhé. Vòng thứ 6 thì mình sẽ móc như sau, đầu tiên là hai đơn thường. Là mỗi chân móc một mũi đơn đấy. Là mình sẽ móc hai đơn thường. Một này. Hai, sau đến hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó lại hai đơn thường. Và mũi cuối cùng sẽ là hai đơn trong cùng một chân móc nhé. Vòng thứ 7 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình sẽ đưa vào và móc một mũi đơn cho đến hết vòng là được. Và tổng vòng thứ 7 mình sẽ có tất cả là 8 mũi nhé. Sau khi vòng 7 xong thì mình sẽ được một cái phần tay như thế này. Thì mình sẽ kéo dây và cắt đi. Và mình sẽ làm tương tự để được hai bên tay nhé. Đây, nó sẽ như thế này. Sau đó thì mình sẽ móc phần chân này. Phần chân thì lúc đầu vẫn lại là mình sẽ tạo vòng tròn 6 mũi đơn bằng màu hồng nhé. Vòng thứ 2 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn, là tổng vòng 2 mình sẽ có tất cả là 6 mũi nhé. Mỗi chân móc đưa vào móc một mũi đơn là được. Sẽ bẻ ngược lại trước này. Sau đó vòng thứ 3 thì mình sẽ móc như sau. Đầu tiên là mình sẽ móc một mũi giảm. Mũi giảm mình sẽ móc như sau nhé. Đầu tiên đưa vào này. Kéo dây qua. Tiếp tục đưa vào chân móc tiếp theo. Kéo dây qua. Lúc này trên kim sẽ có 3 đường. Mình sẽ móc một vòng kéo qua cả 3 đường. Đó là mình đã được một mũi giảm này.
mũi giảm xong thì mình sẽ móc là 4 chân còn lại, mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi đơn là được nhé. Sau đó vòng thứ tư thì mình sẽ móc là một mũi giảm. Sau 3 chân còn lại mỗi chân một mũi đơn. Sau khi xong thì mình sẽ được một phần chân như thế này, mình sẽ rút dây và làm tương tự để có thêm một phần nữa là được hai bên chân như thế này nhé. Sau đó bây giờ mình sẽ, sau khi mà có đủ tay chân và tay thì mình sẽ móc phần thân nhá. Phần thân sẽ dùng len màu xanh này. Tiếp tục vẫn là như thế này. Và đầu tiên mình vẫn là tạo vòng tròn 6 mũi đơn nhé. Vòng 1 xong thì mình sẽ bắt đầu vòng 2 với tổ hợp sau này. Đầu tiên là một mũi đơn thường. Sau đó là hai đơn trong cùng một chân móc. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ một đơn thường, hai đơn lại đến hai đơn trong cùng một chân móc cho đến hết vòng và tổng sẽ có tất cả là 9 mũi nhé. Vòng thứ 3 thì mình sẽ móc tổ hợp là đầu tiên là một mũi đơn. Sau đó đến hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó lại một mũi đơn. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ một đơn, hai đơn trong cùng một chân móc, một đơn, lại một tổ hợp mới, một đơn, hai đơn trong cùng một chân móc, một đơn cho đến hết vòng. Và tổng vòng thứ 3 này sẽ có tất cả là 12 mũi nhé. Vòng thứ 4 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng. Là tổng vòng thứ 4 sẽ có tất cả là 12 mũi. Và mình sẽ lặp lại cho vòng thứ 5 là vòng thứ 5 cũng như thế nhé, là vòng 4, 5, mỗi vòng là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn và mỗi vòng sẽ có tất cả là 12 mũi nhé. Sau khi xong 5 vòng thì mình sẽ được một cái hình như đây này. Đây sẽ là cái phần mũi nhé. Sau đó đến vòng 6 thì mình sẽ móc tổ hợp như sau này. Đầu tiên là mình móc 3 mũi đơn thường. Sau đến hai đơn trong cùng một chân móc. Và mình sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết vòng nhé. Là cứ 3 đơn thường lại hai đơn trong cùng một chân móc cho đến hết vòng. Tổng vòng 6 này sẽ có tất cả là 15 mũi nhé. Vòng thứ 7 và vòng thứ 8 thì mình sẽ đều móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng nhé. Và mỗi vòng sẽ có tất cả là 15 mũi nhé. Vòng thứ 9 thì mình sẽ bắt đầu nối cái phần tai. Thì đầu tiên mình sẽ lấy hai cái phần tai ra này. Và mọi người sẽ để ý, mọi người sẽ như thế này. Và mọi người sẽ đánh dấu cái chân móc đầu tiên của vòng ấy. Đây mọi người sẽ nhìn nhá. Đây, nó nhìn này. Cái chân vát này, chân này không phải. Đây mình sẽ lấy cái chân này. Hai cái này là bỏ này. Đây mình đánh dấu vào đây. Và đối song song với nó. Đây. Xem cái này. Đó, mình đánh dấu như thế này. Mọi người chú ý nhớ xem lại là đúng không nhé. Đây. Sau đó, ở phần này mình sẽ tiếp tục là móc 3 mũi đơn thường trước. Ba này. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu ghép tai. Thì cái tai của mình sẽ muốn là nó như thế này đúng không? Nó như thế này. Thì mình sẽ quay ngược lại. Đây, mình sẽ áp như thế này. Thì đầu tiên là mình sẽ đưa kim vào cái đánh dấu vàng này trước.
Đây mình nhìn thế này nhá. Sau mình đưa kim vào phần mình vừa tháo đánh dấu. Như thế này. Để bên này, để như thế này. Đây nhá, như thế này này. Sau đó mình sẽ đưa kim vào chân móc tiếp theo này. Mọi người nhớ vạch ra để nhìn chân móc tiếp theo. Đó, như thế này. Rồi để như này nhá. Như thế này. Sau mình móc mũi, cái phần này mình kéo chặt lại một chút này. Sau mình sẽ móc mũi đơn như bình thường. Kéo qua. Đó. Sau đó mọi người chú ý nhé, cái phần chóp này mình sẽ đẩy vào trong. Yeah, mình sẽ hướng nó vào trong như thế này. Để mình giấu vào đây này. Đó. Sau đó mình lại tiếp tục đưa kim vào cái phần đánh dấu bên này. Đưa kim vào phần đánh dấu bên này. Sau đó lại đưa vào chân móc kế tiếp nhé. Mọi người nhớ hất sang để nhìn cho kỹ chân móc, không lại bị quá chân đấy. Đây, chân móc kế tiếp. Sau đó mình lại móc một mũi đơn. Cái này mình để sang bên này cho nó đỡ vướng này. Đó, mình móc một mũi đơn. Tiếp tục móc một mũi đơn này. Đó. Cái phần này mình kéo ra nhé. Cái phần này mình kéo để nó được như thế này này. Đây, để nó được như thế này. Đó. Sau tiếp tục đưa vào cái chân bên cạnh như thế này. Mọi người nhớ đưa vào cả chân nhé. Cả chữ V. Đó, đưa vào như thế này. Sau lại đưa vào chân móc kế tiếp. Móc thêm một mũi trượt nữa. À, móc thêm một mũi đơn nữa. Đó. Sau đó cái phần này mình kéo lại. Là mình đã hoàn thành phần nối cái tai vào rồi này. Thì khi mà nhìn đây, mình sẽ thành cái hình như thế này. Đó. Thì mình sẽ có cái phần tai như thế này. Tí mọi người bẻ lên một chút là được. Đó. Và sau đó mình sẽ lại tiếp tục móc như bình thường nhé. Là mình sẽ móc tiếp tục là 3 mũi đơn nữa. Mọi người để ý kỹ chân móc nhé. 3 mũi đơn. Sau đó mình lại nối tai tiếp. Thì mình lại đánh dấu như lúc nãy nhé. Đó, mình lại đánh dấu lại. Sau đó lại tiếp tục áp vào để nối vào như bình thường. Nó sẽ hơi bị rối một chút nên là mọi người chú ý nhìn kỹ nhé. Đó. Giờ tiếp tục chân móc kế tiếp. Rồi, lại đưa vào. Móc mũi đơn. Đó, là mình đã được nối hai phần tai vào. Và mình sẽ được như thế này. Đó, nhìn từ xa, đó, nó sẽ như thế này. Trông nó sẽ không bị quá là lộ nhé. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc nốt là mình sẽ móc nốt các mũi
đơn nhé. Mình sẽ móc nốt 3 mũi đơn nữa là xong. Cái phần này mọi người có thể buộc lại. Đây này, mọi người nhồi bông trước nhé. Mọi người nhồi bông vào cái phần này trước. Đó, sau đó mọi người buộc cái phần này lại. Đừng buộc quá nhé, nó sẽ bị thắt cái phần này lại thì phần đầu nhìn ở ngoài nó sẽ không đẹp. Đó, sau mọi người cắt dây. Và mình sẽ tiếp tục móc này. Mình sẽ bắt đầu móc đến cái phần cổ nhé. Thì vòng thứ 10 đầu tiên mình sẽ móc là 4 mũi đơn thường. 1 này. 2. 3. 4. Sau đó thì mình sẽ móc là mỗi FLO là và mình sẽ móc như thế sau, mình sẽ đưa theo kiểu FLO nhé, lúc nãy mình đã nói rồi đấy. Đây. Sau đó tiếp tục vẫn là FLO. FLO này, sau đó tiếp tục đưa qua FLO tiếp. Đó. Như lúc nãy đó là được 3 chân rồi này, mình sẽ móc kéo qua cả 3 đường. Nó sẽ hơi chật một chút. Đó, cả ba đường xong. Móc tài một mũi đơn. Rồi. Sau đó mình lại tiếp tục móc một mũi đơn. Sau đó lại lặp lại cái lúc nãy là ba chân FLO. 4 mũi đơn xong này. Thì mình sẽ móc là FLO. 3 chân móc như lúc nãy. Phía trước đã làm FLO 3 chân móc. Sau kéo qua cả 3. Sau móc một mũi đơn. Sau đó chân móc kế tiếp mình sẽ móc một mũi bính, à móc một mũi đơn tiếp này. Sau đó lại tiếp tục. Sau đó lại tiếp tục FLO 3 chân như lần trước, như đằng trước FLO 3 chân. Đó, sau kéo qua. Kéo. Sau đó là một mũi đơn. Sau đó còn dư 3 chân móc cuối. 1 2 Đây còn dư 3 chân móc cuối. Lúc ấy mình bị tháo cái đánh dấu rồi, nhưng mà của mọi người nếu mà còn thì sẽ thấy là còn dư 3 chân cuối nhá, là 1 2 3. Thì mình sẽ móc như sau này. Bình thường thì mình sẽ móc là mình đưa vào này. Đưa vào sau mình sẽ móc qua như này nhá. Thì bây giờ cái chân này mình sẽ móc phía đằng trước. Thì mình sẽ móc như sau nhá. Đây, mình sẽ đưa vào. Móc lên như thế này. Đây, mình đưa vào trong này. Đưa vào trong chân móc này. Sau móc lên như thế này. Sau vòng vào đây. Đây, móc lên như thế này nhá. Sau mình lấy len vòng qua đây. Kéo dây qua. Sau đó tiếp tục kéo qua tạo một mũi đơn. Đó. Ba chân cuối mình sẽ móc như thế nhá. Lại tiếp tục đưa vào. Đẩy qua. Móc mũi đơn. Đó, cái cuối cũng là như vậy.
Đây, vẫn là như thế này. Đó, sau đó lại đưa vào đây. Đầu tiên đánh dấu mũi cuối đã. Sau lại đưa vào đây, móc mũi chuột. Sau khi xong này, mình sẽ trực tiếp đưa vào đây và tiếp tục móc 3 lần y hệt như cái phía bên này nhé, là móc phía đằng trước ấy. Đó, mình sẽ trực tiếp đưa vào đó, đưa vào đây. Một này. Đánh dấu mũi đầu này. Tiếp tục. Hai. Ba. Sau đó mình sẽ móc 6 mũi đơn nhé. Đây, mình lại đưa vào đây. 1 2 3 4 5 6 và sẽ còn dư hai chân cuối này. Hai chân cuối này thì mình sẽ móc là hai lần, nghĩa là mỗi chân, hai chân cuối nhá, mỗi chân móc mình sẽ móc 2 mũi đơn. Đó. Sau mình sẽ đánh dấu. Đưa vào móc mũi chuột. Và mình sẽ bắt đầu vòng thứ 12 nhé. Vòng thứ 12 thì mình sẽ móc như sau này. Đầu tiên là một mũi đơn. Sau đó là hai mũi đơn trong cùng một chân móc. Chân móc tiếp theo vẫn là hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó là 8 mũi đơn. Còn dư lại hai chân thì sẽ là mỗi chân móc mình móc 2 mũi đơn. Là tổng vòng 12 sẽ có tất cả là 17 mũi nhé. Vòng thứ 13 thì mình sẽ móc là đầu tiên là hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó là 5 mũi đơn. Năm mũi đơn xong thì mình sẽ móc 2 mũi giảm. 1 mũi này. Hai. Hai mũi giảm thì sẽ đến là 6 mũi đơn. Chân móc cuối cùng sẽ móc là hai đơn trong cùng một chân móc. Vòng thứ 14 thì mình sẽ móc là đầu tiên là một đơn này. Sau đếm hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó là 5 mũi đơn. Sau là 1 mũi giảm. Sau đó là 7 mũi đơn. Mũi cuối cùng, chân cuối cùng thì sẽ là 2 đơn trong cùng một chân móc.
thì là tổng vòng này sẽ có tất cả là 18 mũi nhé. Vòng thứ 15 thì đầu tiên mình sẽ móc là một mũi đơn này. Sau đó là hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó thì mình sẽ nối phần tay này. Nối tay thì đầu tiên mình sẽ lấy tay và mình sẽ gập như thế này để sao cho cái phần này này nó như thế này nhá. Thì mọi người sẽ có thể thấy là nó sẽ là 4 chân móc, 1 2 3 4 thì mình gập đôi đúng như thế. Sau đó mình sẽ áp lên đây. Đây. Sau mình lại tiếp tục như lúc nãy nhá, là mình đưa vào một chân trước. Đây, đưa vào như này. Đối xứng nhá, hai bên giống nhau. Sau đó lại đưa vào chân kế tiếp này. Đưa chân kế tiếp. Móc mũi đơn. Lại tiếp tục. Tiếp tục này. Một này. Xong bên kia nữa. Này, một. Đây, một nhé. Hai. Hai. Sau lại chân móc tiếp theo. Mũi đơn tiếp. Tiếp tục. Đó, sau đó là cái cuối này. Đó, đó là mình đã gắn tay vào được như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc tiếp nhé. Thì mình sẽ móc là hai mũi đơn. Mình sẽ tiếp tục móc hai mũi đơn. Hai mũi đơn xong này thì mình sẽ móc là một mũi bính. Sau đó là ba mũi đơn. Sau đó mình sẽ còn dư lại là 1 2 3 4 5. Thì mình sẽ dùng 4 mũi để lắp để ghép cái phần này vào. Cách ghép thì y hệt như cái tay bên kia nhé. Sau đó mũi cuối cùng thì mình sẽ móc là hai đơn trong cùng một chân móc nhé. Sau khi nối tay xong thì mình sẽ được một cái phần chuột như thế này. Này, như thế này. Và mình sẽ bắt đầu móc vòng thứ 16 nhé. Thì vòng thứ 16 mình sẽ móc như sau này. Đầu tiên là hai mũi đơn. Hai mũi đơn này. Sau đến hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó là lại là hai mũi đơn. Sau đó là hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó sẽ là 10 mũi đơn nhé.
10 mũi đơn xong thì mình sẽ còn dư 3 chân này. Thì đầu tiên mình sẽ móc là 2 mũi đơn trong một chân móc. 2 đơn trong cùng một chân móc này. Sau đó hai chân cuối thì sẽ làm mỗi chân móc một mũi đơn nhé. Vòng thứ 17 thì mình sẽ móc đầu tiên là 12 mũi đơn. 12 mũi đơn xong thì sẽ là hai đơn trong cùng một chân móc. Sau đó 9 mũi cuối mình sẽ còn dư là ở đây mình còn dư là 9 chân móc thì mình sẽ móc là 9 mũi đơn là xong nhá. Thì tổng vòng này sẽ có tất cả là 23 mũi này. Vòng thứ 18 thì mình sẽ móc là 13 mũi đơn. Và 13 mũi đơn xong thì mình sẽ móc 2 mũi đơn trong cùng một chân móc. Sau đó mình sẽ móc nốt là 9 mũi đơn. Như lúc nãy là mình sẽ nói chung là vừa như cái vòng 17 ấy, nhưng mà nó sẽ thêm một mũi. Là đầu tiên mình sẽ móc 13 mũi đơn này. Sau đó mình móc 2 đơn trong cùng một chân móc. Sau đó các mũi còn lại mình sẽ móc là mỗi chân móc một mũi đơn. Và tổng cái vòng 18 mình sẽ có tất cả là 24 mũi nhá. Vòng thứ 19 thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn. Cho đến hết vòng là tổng vòng 19 sẽ có tất cả là 24 mũi nhá. Vòng thứ 20, đầu tiên mình sẽ móc là 7 mũi đơn thường trước. Sau đó đến là 3 mũi đơn trong cùng một chân móc. 1 này, vẫn chân móc đó. 2, vẫn chân móc đó. 3, sau đó đến 2 đơn thường. 1, 2. Sau đó là 2 đơn trong cùng một chân móc. 1, 2. Sau đó là 7 đơn thường. 1. Sau đến 2 đơn trong cùng một chân móc. 1. 2. Sau đó là 2 đơn thường. 1. 2. Sau đó là 3 đơn trong cùng một chân móc. 1. 2. 3. 2 chân cuối còn dư này này thì mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn. 1. 2. Tổng vòng 20 này mình sẽ có tất cả là 30 mũi nhé. Sau đó vòng thứ 21, 22 mình sẽ móc là mỗi chân móc mình móc một mũi đơn cho đến hết vòng. Là tổng vòng 21 sẽ có tất cả là 30 mũi. Và mình làm tương tự với vòng 22 là vòng 22 cũng có tất cả là 30 mũi nhé. Sau đó vòng thứ 23 này thì đầu tiên mình sẽ móc là 6 mũi đơn thường trước. Sáu mũi đơn xong thì mình sẽ ghép chân. Mình sẽ để chiều như thế này. Đây. Cái nó như này nhá. Thì mình sẽ quay như thế này. Để ép vào đây. Như thế này nhá. Và mình sẽ móc nè. Như thế này. Vẫn như cái phần tay. Nhưng ở đây sẽ ít mũi hơn thôi. Đây mình sẽ... đưa vào này. Từ bên nó sẽ hơi khó một chút bởi vì cái phần này nó bị nhỏ. Nếu mà khó ấy, mọi người có thể dùng cái phần kim khâu này mình chọc qua trước để cho cái phần chân nó rộng ra một chút thì nó sẽ dễ đưa vào hơn. Đó. Đây, mình phải để như thế này nhá. Đây. Mình phải để như thế này. Đấy đầu như thế này này. Sau đó đưa vào. Đây, như thế này. Sau kéo chặt lại và đưa kim vào chân móc. Kế tiếp. Đây. Sau móc một mũi đơn. Đó, sau tiếp tục.
móc nốt vào cái phần bên còn lại này. Đấy, nếu mà bị chật thì mọi người lại như thế này nhá. Đó. Lại đưa vào chân kế tiếp. Móc một mũi đơn. Là mình đã đây, mình đã ấy vào phần chân thành công như thế này. Đây như thế này. Sau đó thì mình sẽ tiếp tục móc là 20 mũi đơn. Lại đưa vào chân tiếp theo móc 20 mũi đơn như bình thường. Hai mươi mũi đơn xong thì sẽ còn sót hai chân này này, thì hai chân móc này mình sẽ là hai chân móc để mình nối cái phần chân này vào nhé. Đây, cách làm lại vẫn như thế, vẫn để như thế này. Sau đưa kim móc vào thì đầu tiên mình cho cái phần này nó rộng ra trước đã. Đây mình sẽ móc vào đây này. Đây mình sẽ móc vào đây. Đó. Sẽ làm nó rộng cái phần chân ra trước. Đó, sau mình đưa kim móc vào. Đó, thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đưa kim vào chân móc này. Rồi, móc một mũi đơn này. Đó, sau tiếp tục đưa nốt vào cái phần bên này. Mọi người nhớ là phải đưa qua cả hai chân mới được nhé. Đây như thế này. Rồi đưa vào móc một mũi đơn. Đây như thế này. Móc một mũi đơn. Đó. Và mình sẽ đánh dấu lại mũi kết thúc vòng đó này. Sau mình lại đưa vào đây và móc một mũi trượt kết thúc vòng. Sau một mũi bính. Đó. Là mình đã được cái phần chân như thế này. Và phần tay như thế này. Tí nữa phần tay mọi người có thể chỉnh lại sau nhé. Đó. Thì về cơ bản là nó sẽ như thế này này. Tí phần vị trí mọi người có thể đính lại vị trí xong cũng được.